Hello, xin chào cả nhà. Chào mừng cả nhà lại quay trở lại với kênh hàng nhật của em. Em tiếp tục có video mới cho ngày hôm nay, ngày 12 tháng 5. Và hôm nay em sẽ có một số các sản phẩm mắt kính mới về với giá siêu tốt để gửi đến anh chị chú bác. Hy vọng là cả nhà mình sẽ thích những cái sản phẩm trong video này. Số điện thoại của em thì đang có để ở trên màn hình. Anh chị có thể nhắn tin hoặc là gọi điện thoại, hoặc là tiện nhất thì mình kết bạn Zalo với em để mà mình chốt món hàng mà mình ưng ý nhất. Và đối với những cái sản phẩm mắt kính thì shop em miễn phí vận chuyển anh chị nha. Em nhận chuyển khoản 100% đi đơn chứ không có ship code anh chị ha. Đầu tiên thì em sẽ có một cái kính mát của Nam. Kính này trên đây người ta có dán cái tem là chống tia UV nè. Đó, kính này thì độ mới rơi vào khoảng cỡ 85-87%. Nó có cái hiệu nghe đây anh chị nha, hiệu ghi là Tarantula. Rồi cái size số của nó ghi bên đây BS-21 gì đó 15%. Độ mới cao ha anh chị. Cái trồng này mình mua về mình xài liền được, nó là trồng mát nha, và cái kiểu nó cũng khá là hiện đại. Tuy nhiên dĩ nhiên là nó sẽ có những cái vết trầy nhỏ nhỏ ở trên đây ha, không thể tránh khỏi tại hàng si mà. Nhưng mà mình mua mình xài đi chạy xe hay là để chống nắng đồ này kia là quá trời ok anh chị ha. Cái này của Nam rất là đẹp luôn. Size của kính này là được 140. Anh nào mình thích cái này thì mình chốt dùm em mã số là A1. Em bán cho mình với giá là 150. Mã A1 dùm em ha, 150, rất là rẻ luôn. Và cái này mình mua xài liền được, khỏi cần phải thay cái trồng cũng ok. Em có một cái kính mát của nữ nè. Kính này thì độ mới nó cũng tương tự nha, nó dạng kính mát có mắt mèo sơ sơ, và cái trồng này cái gọng này người ta có bọc nhựa màu tông màu tím tím nha. Phía sau lưng anh chị thấy cái cây cái gọng này nó còn mới lắm, và nó cũng có một số vết trầy cũng như là trên đây nó có dính bụi đó, mình về lau sơ sơ là ok. Nhưng mà tổng thể cái kính còn rất là đẹp, model thời trang. Size là được khoảng 135 đến 138 nha anh chị ơi. Kính này chị nào thích thì mình chốt giùm em mã là A2. Em bán cho mình 100.000 cho cái kính này, mã A2 giùm em nha. Gọng cận, gọng lão thì anh chị cũng xem trong video này, em có hàng mới về nó nhiều lắm, đa dạng phong phú lắm. Rồi, tiếp tục em có một cái kính này, để coi nó có độ không. Mấy này nó có dính bụi anh chị, mình về mình lau chùi sơ sơ giùm em ha, tại nó có bụi. Cái này là của Nam. Thôi cái này để lát em bán combo đi, nó có chút xíu vấn đề. Cái kính này độc lắm nè. Nhưng mà dạng để mà mình làm công việc đồ này kia, hoặc là đi chống bụi, chống nắng cũng được. Hiệu của nó là hiệu Toho Cinemat. Nó dày. Cái chồng này nó đã bằng nhựa nha anh chị. Nó dạng để mà mình chống bụi hoặc là mình trong lao động đồ này kia đó. Nhưng mà cái gọng thì nó lạ lạ, độc độc ha. Rồi, nó như vậy. Nó bằng nhựa, cái miếng chỗ đó bằng nhựa ha. Size ngang của cái kính này là được khoảng 135-137 nha anh chị. Này dính bụi thôi, mình về mình lau ok. Đó, mà cũng cứng cáp lắm nha. Cái cái gọng này cũng bằng nhựa luôn. Cái này em bán 100.000, anh nào mình có thấy thích là lạ như vậy, hoặc là mình có sử dụng lao động gì đó mình lấy cái này ha. 100, mã số là A3. Lưu ý là mắt kính thì em không có thu phí ship nha anh chị. Và shop em thì luôn nhận chuyển khoản 100% đi đơn ha, không có nhận cọc cũng như là không có ship code. Em có một cái gọng này là của titanium nè, premium nè. Cái này của nữ nha anh chị, rất là xinh, độ mới nó khoảng cỡ 80%. Cái trồng thì nó cũ kệ nó đi ha, còn cái gọng thì rất là đẹp. Đấy, độ mới khoảng 80% cộng. Ở bên hông này người ta có đi cái tông màu xanh rất là xinh nè anh chị. Cái này các cô mình cắt kính là đẹp lắm nè. Nó cứng cáp lắm nha, mình cầm là mình biết hàng là cũng hàng cao cấp chứ không phải là hàng dỏm đâu. Nhưng mà có cái là nó hàng si thôi, nó không mới thôi. Và mình mua về mình phải đem ra tiệm cho người ta cắt cái trồng khác để mình đeo ha. Size em đo được là khoảng 130. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 120.000. 120 nha, chốt giùm em mã là A4, giá là 120. Giá đợt này rất là tốt luôn anh chị. Đó. Nhờ mình các chị các cô mình mua kính về là toàn là mình khen thôi. Các chị nhắn là kính rất là đẹp luôn, và giá thì siêu tốt ha. Rồi em có một cái gọng này. Gọng này là ghi chữ, còn chữ design. Cái hiệu của nó là hiệu đây, cô lê gì đây nè. Cái hiệu người ta ghi ngay đây nha anh chị. Cái này cũng của nữ luôn, nhưng mà làm cái cây này xinh lắm nha. Đây anh chị nhìn cái dáng người ta làm nè, đẹp ha. Độ mới cũng khoảng cỡ 85%. Trên cái chỗ này người ta có sơn cái phần màu này màu nâu cho nó trùng tông với cái này, mà anh chị thấy nó tới đây như tới đây là tại vì nó bị tróc cái sơn á. Cái sơn này mình về mình có thể bỏ hết luôn cũng được anh chị, hoặc mình cứ để về thôi cũng không sao hết. Nó có cái design in gì đó nhưng mà nó mất tiêu cái chữ rồi. Cái này đẹp ha, các cô mình cắt ok nè. Size ngang là được khoảng 138-139.
Rồi, em bán cái này cho mình với giá là 120 luôn. Chốt giùm em mã là A5, giá là 120. Mã A5 giá 120 cho cái gọng này. Độ mới rất là cao ha. Độ mới tám mấy, trên 80% hết. Rồi, em có một cái này là kính mát anh chị. Cái này kính mát nha, nhưng cái tròng mát này nó hơi dính bụi nè. Kính này là kính mát, mình đeo thời trang rất là xinh. Để em coi cái đeo cũng rất là mát nha, nhưng mà nó hơi bụi anh chị ơi. Cái tròng này nè, nó có dính bụi bận bận như vậy ha. Mình về mình lau chùi kỹ kỹ lại giùm em. Trong đây thì không có ghi hiệu nha, không có ghi hiệu. Cái tròng chỗ này nó có bị một vết như vậy nè chị, anh chị thấy cái vết này không, kiểu như nó tức á, nó có một vết này, nhưng mà khi mình đeo thì nó không ảnh hưởng nha. Cái này nam đeo là đẹp. Em sẽ bán combo cho cái gọng này. Cái gọng thì nó cứng cáp lắm, nhưng mà cái tròng thì nó có hơi có cái vết nha. Size là 140. Em có một cái này cũng là kính mát luôn. Cũng là kính mát luôn. Và cái tông của nó cũng nhẹ nhàng lắm. Ở trên đây thì nó hơi oxy quá nè. Còn cái chỗ này nó hơi bị răng chỗ này chút xíu à. Đó, mình vẫn xài được bình thường, nhưng mà nó không phải là siêu phẩm. Cho hai cái này ha, combo hai cái này em bán giá rẻ thôi. Size là 135, combo này 100 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã là A6, giá là 100 cho combo hai cái kính mát này. Cái nào nó cũng có cái vấn đề của nó, nhưng mà tổng thể lại là nó xài bình thường ha, xài được ok. Nhưng mình yêu cầu siêu phẩm thì mình chọn cái khác nha anh chị. Rồi, combo này giá mã là A6, giá là 100 ngàn cho cái combo hai cái kính này. Tiếp tục là em có cái này này để mình cách cận rất là xinh nè. Cái này là hàng hiệu của Tressady, hàng của Italy đó anh chị. Cái này của nam nha, cái này các anh các chú mình cắt cận cũng được, nhưng mà tuy nhiên nó không được mới. Hàng hiệu của Tressady nè, cái con ốc này nó hơi lỏng nha, chứ không phải là lỗi đâu. Hiệu Tressady của Ý và được made in Japan nha. Cái gọng này thì để em bán ra chung combo đi. Hàng Ý, nhưng mà anh chị thấy cái phần kim loại thì nó còn rất là sáng nè, dập hiệu nè, nhưng mà phần bọc nhựa thì nó có đồ cũ, đồ sờn. Đó. Kích thước của cái gọng hiệu này thì nó sẽ là 140 nha anh chị. 140. Cái này em sẽ bán chung với một cái gọng khác nữa. Để em lấy cái nào nó cùng một tông đi. Đây. Rồi, cái này cho các chú mình sưu tầm nè. Cái nít cong cái kiểu này nè, cái kiểu mà nó có móc ở ngoài sau này nè, hôm trước em có bán hai ba cái gì đó, nhưng mà cái kia thì nó mới ken, còn này người ta xài rồi ha. Rồi em bán combo hai cái này luôn. Size ngang á là được 120. Rồi, combo hai cái này em bán cho mình với giá là 100 ngàn. Chốt giùm em mã số là A7, giá là 100k cho combo hai cái này nha. Mã A7 giá 100. Đợt này kính hàng đẹp cũng rất là nhiều, và hàng sale thì em cũng có luôn, em sẽ lên lần lượt cho anh chị mình chọn ha. Tiếp tục em có một cái gọng này của nữ, hàng được made in Japan nè, hiệu là Rencomo. Cái gọng này độ mới cũng còn cao, trên 80-82% nha. Mấy cái gọng này nó đeo nó rất là nhẹ đó anh chị, và thường thường mấy cái mẫu này thì nó hơi lớn tuổi á. Đa số là các chị các cô mình trung niên trở lên á, thì mình đeo mấy cái mẫu này. Còn kiểu trẻ trẻ thì mình sẽ đeo những cái gọng bọc nhựa đồ này kia thì nó sẽ phù hợp hơn nha. Cái này hàng hiệu và được made in Japan. Có cái phần nhựa nhựa này thì nó có hơi trầy trầy nhẹ nhẹ, nhưng mà tổng thể đẹp. Cái phần kim loại chỗ này nó sáng trưng luôn. Cái này bán cái gọng nha. Anh chị về mình cắt lại ha. Cắt cái tròng khác mình đeo. Size em ra được là 130 cho đến 132. Nó xê xích trong đó đó. Cái này em bán cho mình 150. Chốt giùm em mã là A8, giá là 150 nha. Mã A8 giùm em giá là 150 ngàn cho cái gọng này. Tiếp tục em có cái này dành cho các chú mình đọc sách nè, hoặc là mình cắt cận cũng được á. Cái này nó cũng dễ đeo, theo em thấy thì nó hơi lớn tuổi nha. Cái này made in China, nhưng mà cái gọng của nó rất là cứng cáp, gọng kim loại. Chỗ này không phải nó cũ đâu, mà người ta làm sơn thủy như vậy đó anh chị. Cái tông màu ha, nó cứng cáp lắm, và độ mới nó cũng cao ha. Made in China. Cái này mình cắt cận hoặc là cắt lão đều đẹp luôn đó anh chị. Size ngang của cái gọng này là được 135. Cái này em bán cho mình với giá là 180. Mình chốt giùm em mã là A9, giá là 180 cho cái gọng này. A9 giá là 180 ngàn. Tiếp tục là em có một cái này. Cái này là để coi có phải kính mát không. Cái này ghi chữ là Japan nè. Cái này là kính mát nha anh chị ơi. Kính mát nhỏ xinh nha. Đây, có cái chữ Japan ngay đây. Bên ngoài bọc nhựa. Đó. Japan ghi đây nè. Nhưng mà nó có độ trầy ở trên cái bọc nhựa này ha. Cái này để em bán combo đi. Size ngang của cái gọng này là được 135.
135 ha. Nó sẽ đi chung combo với cái kính này. Kính này cũng là cái dạng kính mát luôn. Cái này dính bụi nha anh chị. Khi gửi cho anh chị thì em cũng lau chùi sơ sơ, mà mình về mình cứ vệ sinh sơ sơ là mình xài ok ha. Size ngang của cái này là được 140. Rồi combo hai cái kính này độ mới nó khoảng tầm 80% thôi nha anh chị, nó không có mới hơn. Combo hai cái này em bán cho mình với giá là 100.000. Anh chị chốt giùm em mã là A10, giá là 100k. Mã A10 giùm em ha, giá 100 cho cái combo hai cái này. Tiếp tục là em sẽ có cái kính này. Kính này là kính bằng nhựa anh chị, kính mát nè. Một cái nè. Chung với cái này. Cái này là nữ ha. Cái này nam nữ gì cũng xài được hết, tông màu xanh nhưng mà nó bằng nhựa thôi. Còn cái này thì không có hiệu, nhưng mà cái kính mình đeo rất là mát nha anh chị. Mình đeo chống nắng đồ này kia cũng ok lắm. Size ngang của cái này là được 135, còn cái này là được 145 ha. Combo này 100.000, anh chị chốt giùm em mã số là A11, giá 100 cho cái combo này. Mã A11 cho hai cái này anh chị ha. Giá rất là rẻ anh chị. Và anh chị chốt xong mình chuyển khoản luôn giùm em là em đi đơn luôn anh chị nha. Tại mắt kính nó sẽ về nhiều và về liên tục á, em không có giữ đơn để mắt công nó bị nhầm anh chị. Tới đâu là em đi đơn luôn tới đó. Rồi em sẽ có một cái gọng này, hàng hiệu của Fiori. Cái này cái gọng nha anh chị. Gọng này cái này mình về mình cắt mát cũng được. À hiện tại cái này nó không có độ đâu nha, nhưng mà nó không có phải là đen thùi, nó sẽ có hơi mờ màu nhạt nhạt như vậy thôi đó. Mã số đây Nikon ha. Cầm cái gọng nó cũng chắc lắm và đeo nó không có bị nặng nha anh chị. Size ngang là được 140. Rồi cái này mình mua về xài liền được nha anh chị, của nữ ha. Hoặc là mình có thể cắt cho cái chồng này nó đen hơn cũng được, hoặc là mình để về mình đi bụi đi chống mưa được cũng được. Em bán cho mình với giá là 120. Mã số là A12, giá 120.000. Mã A12 giùm em ha. Rồi tiếp theo, cái này là Riston Bios nha, chứ không phải Dior nha. Riston Bios, cái tông màu người ta làm tông vậy đó. Cái này thì chắc là của nam rồi, nam hay nữ gì cũng được. Cái này có độ rồi nha anh chị. Cái này lấy cái gọng giùm em thôi. Cái gọng này cái màu nó lạ lắm, cái màu nó đậm hơn so với những cái màu vàng khác nha. Size ngang của cái này là được 135, độ mới cao trên 82-85%, hàng hiệu nha anh chị. Đó nó y hình ha, nhưng mà đều có độ rồi. Em bán cho mình 100.000, mã số là A13, giá 100. Mã A13 giùm em ha, giá 100.000 cho cái gọng này. Rồi, một cái kính mát nè anh chị ơi, kính mát này có tráng gương luôn. Cái này của nam nha, kính mát tráng gương của nam, độ mới cao trên 85%. Cái này nó không có hiệu nha, nó sẽ là kính dạng thời trang á, nhưng mà rất là đẹp, độ mới còn cao, có tráng gương như vậy ha. Rồi, đẹp quá ta. Cái này mới bóng hới à. Size là 140. Anh chị chốt giùm em cái kính này mã số là A14, em bán cho mình 180. A14 giá 108 cho cái kính mát này. Kính này tráng gương, nhìn nó thời trang lắm và độ mới còn rất cao. Độ mới rất cao nhưng mà dĩ nhiên nó cũng sẽ là hàng si nha anh chị, nó không phải là hàng mới đâu. Cái này là kính đọc sách nè, Reading Glass Made in China. Nhựa người ta ghi là Squid Plastic cộng 1, tức nghĩa là kính lão nha anh chị. Nè cộng 1 nè. Made in China nha. Nhưng mà nó là cái kính này đọc sách. Đó, cái này thì tuổi nào mình xài cũng được hết. Các anh mình hơi trẻ trẻ mình xài cũng được, hoặc các chú mình cũng xài được luôn. Độ mới cao nha, có ghi được là cộng 1 độ ha, kính lão á. Size là 135. Cái này em bán cho mình với giá là 150. Mã số là A15, giá là 150. Mã A15 giùm em ha, 150 cho cái kính này, cái đó kính xài liền được luôn. Wow, cái kính mát này đẹp nữa nè anh chị. Kính này mắt in nước nào thì nó đã bị chày rồi, nó không thấy được mắt in nước nào. Kính này kính mát của nam. Kính này thì tổng thể mình nhìn độ mới nó cũng cỡ cái kia, nhưng mà mình soi kỹ thì mình thấy ở trên cái tròng này nó có bị chày nhẹ nhẹ vài điểm nha anh chị. Nhưng mà khi đeo vô thì nó cũng không có khó chịu đâu. Cái chỗ cái chữ cái hiệu của nó đây, còn cái chữ mắt in này thì nó mất tiêu rồi, chắc China đó anh chị, tại vì nó ngắn ngủn nè. Mắt in China đó ha, độ mới cao nhưng mà trên cái tròng thì nó có À,
có cái hơi bị trầy nè, cái logo này giống như của MLB vậy đó, nhưng mà thôi em bán hàng si coi, khỏi bán hiệu gì đâu ha, nó không hói bằng cái kia một chút thôi, nhưng mà tổng thể còn đẹp lắm. Size là 145, em bán cho mình với giá là 130 ngàn một, mã số là A16 nha, mã A16 giùm em cho cái kính này. Rồi em có một cái gọng này Made in Hàn Quốc nha, hàng hiệu là G-Black, là sản xuất tại Korea. Đây, sản xuất tại Hàn Quốc anh chị nha. Cái này là cái gọng của nam, mình có thể về mình cắt cận hoặc là cắt lão đều được luôn nha anh chị. Cái này cái gọng ha, là hàng sản xuất tại Hàn Quốc nha. Rồi nó hơi trầy ở bên hông nè, nó có độ trầy chút xíu. Mình về khi mà mình sử dụng anh chị thì mình lau chùi. À không, cái này nó bị lệch rồi. Thôi cái này để em bỏ qua đi, lấy cái khác đi. Kính này của nữ nha, Made in Japan, hàng hiệu nha. Hàng hiệu của là S Blender, gọng Titan, Made in Japan ha. Cái này của nữ rất là đẹp nha anh chị, Made in Japan. Ngay đây các cô mình về mình cắt cận cắt lão đẹp nè. Độ mới cao trên 85%. Cái gọng người ta làm xuất sắc lắm. Đó, người ta thiết kế cực kỳ đẹp. Mấy cái gọng này á anh chị, mình nhìn đơn giản vậy thôi, nhưng mà khi mình soi kỹ vô, mình xăm soi kỹ từng chi tiết là người ta làm rất là hay luôn nha. Từng cái một ta tỉ mỉ lắm, cho nên là các cô mình mua mấy cái này về mình rất là thích. Giá rẻ nhưng mà cái gọng đẹp, hàng xịn. Size là khoảng 135 137 nha anh chị. Cái này em bán cho mình với giá là 180 ngàn. Chốt giùm em mã là A17, giá là 180. Mã A17 giùm em ha. Giá là 180 ngàn cho cái gọng này. Rồi, tiếp theo. Gọng này cũng đẹp của nữ luôn nè, gọng này hàng hiệu là Actovo. Gọng Titan, Made in Japan nha. Đẹp quá. Ôi cái này đẹp lắm nha anh chị. Nhỏ gọn xinh xắn nhưng mà độ mới cao ha. Tông của nó là màu tông tím nhạt, nhưng mà nó gọn và nó nhẹ hều à. Nè bên hông là người ta sẽ có làm hoa như vậy nè anh chị. Đó xinh lắm, tông màu tím nha. Cái này thì mình về mình cắt cận hoặc là cắt lão nha anh chị ơi. Nó không có phải là mua xài liền nha, mình phải cắt lại ha. Size là 130, cái này size nhỏ thôi. Em bán cho mình với giá là 150 cho cái gọng này. 150 nha anh chị, mã là A18, giá là 150. Mã là A18 giùm em, giá là 150 cho cái gọng này. Rồi, tiếp theo. Gọng là toàn là đẹp đẹp không anh chị. Chị cô nào mình có về mình cắt kiến là mình mua mấy cái gọng này là quá đẹp. Nè, cái này cũng xuất sắc cái gọng này nữa nè, Made in Japan nha, hàng hiệu của là Baneria, gọng Titan ha, Made in Japan nè. Đó, bên bên trước nó như vậy, bên sau nó đẹp cực kỳ. Anh chị nhìn người ta chế tác cái gọng nè, đẹp lắm. Mình đi ra tiệm mình kiếm cái này không có đâu anh chị. Mình mua hàng si xong rồi mình về mình đi cắt lại đó, thì những cái kính này là rất là đẹp luôn, độc đáo lắm. Đó, quá trời xinh rồi. Độ mới cao lắm nha anh chị ơi. Size ngang của cái này là được 135, độ mới là phải trên 85-87% hết. Hàng hiệu của hiệu là chắc hiệu của Pháp nhưng mà Made in Japan ha. Và gọng Titan luôn. Cái này em bán mình 108. Mã số là A19, giá 180 ngàn. Mã A19 giùm em ha, 180 ngàn. Kính thì em về liên tục đó anh chị. Anh chị cô chú nào mà mình có mua để bán lại đó thì mình cứ liên hệ em ha. Thì dĩ nhiên là khi mình mua bán lại giá tốt, nhưng mà mình phải mua số lượng thì em mới có bán được giá tốt cho mình nha. Thì mình nếu có nhu cầu thì mình cứ nhắn với em trên Zalo ha. Em có một cái kính này người ta ghi là cộng 2. Cái này thì độ mới còn cao, không có hiệu nha, có ghi cộng 2 tức là kính lão nha. Cái này của nam anh chị, các chú mình có thể mua để mình đeo ha, không có còn cái tem, cũng không có ghi mắt ở nước nào, chỉ ghi cộng 2 cái đây, và trên cái gọng này cũng ghi cộng 2. Đó, thì độ mới nó cỡ khoảng trên 85%. Không có hiệu nha. Nhìn nó cũng còn đẹp lắm. Size ngang là 135. Cái này em bán cho mình với giá là 150 ha. 150, mã số là A20. Giá là 150 cho cái gọng này nha, mã A20 giùm em cho cái gọng này. Rồi. Để em có cái ui, cái gọng này là gọng hiệu nha. YSL nè anh chị ơi, bởi vậy mình nhìn vô mình thấy nó khác biệt hơn những cái khác liền. Cái này là hàng của YSL, này gọng nữ nha anh chị. Đây, YSL này dòng cổ rồi, và dĩ nhiên là thường những cái sản phẩm này họ Made in Japan thôi. Đó, nè, YSL ngay đây nha. Cái gọng đẹp cực kỳ. Quá đẹp luôn.
cái này mình có thể về mình cắt mát được hoặc là cắt cận được. Cái này cắt cận rất là đẹp, nhưng mà điều mẫu này của nữ nha anh chị. Cái gọng thì còn đẹp, nhưng mà cái trồng này thì nó cũ rồi, nó sờn kệ nó ha, tại mình cũng không xài cái trồng này. Rồi cái đệm của nó cũng là cái chữ Y luôn nè. YSL người ta ghi hai bên hông nè anh chị nha, thế là nó làm điểm nhấn hai bên hông luôn. Cái này được made in Japan nha anh chị, này made in Japan nè, tôi viết bằng tiếng Pháp tiếng gì đó, nhưng mà dịch ra nó sẽ là made in Japan. Chỗ này nó hơi chày nha. Mẫu này á, thì độ mới nó khoảng cỡ 80-82% thôi, được cái nó là hàng hiệu xịn nha, nhưng mà nó là cái gọng thôi anh chị, không có phải là nguyên cái kính mình xài liền đâu ha. Size ngang là 127-128. Cho chị nào mặt nhỏ thôi, mình cắt cận là rất đẹp nha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 220, chốt giùm em mã là A21, giá 220. Cái này hàng hiệu nhưng mà nó không mới lắm, mà được cái hiệu rất VIP luôn, hiệu này hiệu luxury luôn á. Mã là A21, giá là 220.000 cho cái gọng này. Tiếp tục em có một cái gọng nữ nữa nè. Cái khúc này nữ nhiều ha, bữa nay em có về hàng nam nữa đó, gọng nam cũng nhiều lắm, chính mát nam cũng có nữa. Cái gọng này độ mới rất là cao, nhưng mà cái size nó nhỏ, độ mới cao trên cỡ 90 cộng luôn. Hiệu thì không thấy hiệu mà có thấy mã số thôi. Đây, để em coi này có độ không chứ. Thấy cái này không có độ, hiện tại mình không, chắc nó có độ mà nó nhẹ hiệu anh chị, tức nghĩa là mắt thường mình đeo vô mình thấy nó cũng được, nhưng mà nó không sáng lắm. Rồi cái này thì cái size nhỏ nha anh chị, size này size nhỏ nha. Hai bên này nó có mỗi bên là hai cái viên đá như vậy nè, và nó đầu mi hai màu, đầu mi hai màu là màu trắng và màu vàng đó, như vậy anh chị ha, đầu mi hai màu trắng vàng ngay đây. Nhưng mà cái size của nó size nhỏ thôi, mình có thể cắt cận hoặc là cắt lão đều được nha. Size nhỏ, đồ mới cao. Size ngang là 124-125. Size nhỏ thôi, chị nào mặc nhỏ mình hãy lấy cái này ha. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 180, nó rất là mới, 180.000, mã số là A22, giá là 180.000 cho cái gọng này, mã A22 dùm em nha. Rồi một cái kính này nam nè, hàng hiệu của Michael Klein. Michael Klein ha, Michael Klein. Cái này là kính mát anh chị ơi, để em coi coi cái có độ không. Đúng rồi, cái này kính mát nha. Thật ra nam nữ đều mình xài được cái này, nhìn nó lạ lạ độc độc anh chị nha. Hàng hiệu Michael Klein ngay đây, mã số đây nè, MK-3024. Nhưng nó mềm mại nhẹ nhàng lắm anh chị, nó không có nặng. Độ mới cũng còn cao, trên 80% ha. Cái chữ này là cái chữ gì đây, AVV vậy đó, A.V.V. Rồi bên đây có chữ gì không? Bên đây cũng chữ đó luôn. Đó. Cái logo chỗ này hình trái tim nữa nè. À nếu mà hình trái tim vậy thì thấy em thấy nữ xài thôi, nam thì thấy nó hơi kỳ ha. Rồi cái này nữ đi anh chị ơi. Kính mát nha. Size là 132-133. Cái này kính mát hàng hiệu của Michael Klein, em bán cho mình 200. Chốt giùm em mã là A23, giá 200.000 cho cái kính mát này nha, hàng hiệu nha. Rồi, tiếp tục. Mắt kính anh chị vui lòng mình ghi giùm em cái mã số nha, mình đừng chụp hình anh chị, chụp hình kiếm lâu lắm tại nó nhiều lắm. Mình sóc tới sóc lui, anh chị cứ ghi giùm em cái mã số giùm em là được, ở trên phần mềm nó sẽ hiện ra cho mình còn hay hết à. Em có một kính này độc lắm cho các chú mình đọc sách nè. Kính này là kính lão nha anh chị. Nhưng mà không biết nó mấy độ đâu. Mình mua về mình trải nghiệm nha, nó có ghi chỗ này nè nhưng mà nó mất tiêu cái chữ rồi. Bên đây ghi chữ là CR-09, nó có chút xíu vậy nè. Lưu ý là không có biết độ mấy nha anh chị, nó là kính lão để đọc sách đó, nhưng không biết độ mấy hết trơn. Nhỏ xíu xíu. Rồi size ngang là được 120. Cái này em bán 100.000 cho chú nào thích sưu tầm lọc độc lạ lạ nha, mình về mình coi cái độ hoặc là mình cắt lại ha. 100, mã số là A24. A24 giá là 100 cho cái kính này. Kính này thì nó nhỏ xíu 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 vậy đó. Rồi. Tiếp tục. Tiếp tục là em sẽ có cái này. Gọng này mới luôn. Gọng này made in Japan của Agin. Agin hàng hiệu quá anh chị. Cái này chưa xài còn tem luôn nè. Tem giá của nó là 15.000 yên. Cái này của nữ nha anh chị, chưa xài, cái này mình tặng được á. Quá đẹp. Mấy cái cỡ này là hôm trước em bán tầm khoảng 220, 250 gì nè.
Size ngang á là được 130 nha. Made in Japan luôn, gọng titan luôn, hàng hiệu của Agin Titanium nè. Cái chồng này là cái chồng mẫu nên nó có chữ nha anh chị, mình về mình đi cắt ha. 15.000 yên, giá cũng cao cực kỳ. Rồi em bán cái này cho mình với giá là 220.000. Chốt giùm em mã là A25. Giá 220. A25 nha anh chị. Cái này mình mua tặng được, nhưng mà lưu ý là nó không có cái hộp ha. Nó còn tem vậy thôi, nó không có cái hộp. Mã A25 giá là 220.000 cho cái A25. Ôi, cái tới khúc này là hàng mới rồi. Em có cái này là Made in Japan, hàng hiệu non nickel vậy nè. Cái này thì nó có cái giá này là giá hàng si, là 18.000 yên là người ta bán hàng si đó. Made in Japan, nó cũng gọng titan luôn, nhưng nó mỏng nhẹ hơn cái kia, nó cũng mới lắm anh chị. Nó không còn cái tem giá, nhưng mà cái giá người ta ghi trên này nè. Cái chồng này chồng mẫu luôn ha. Size ngang là được 130. Cái này em bán cho mình 180 thôi, 180, nó không có cũ kỹ gì hết nha anh chị. 180, chốt giùm em mã số là A26, giá là 180.000. Mã A26 giùm em ha. Hàng đẹp lắm. Anh chị mà nhận kính về mình bất ngờ 100-200.000 mà sao được cái gọng kính nó đẹp, nó xịn vậy đó anh chị. Rồi tiếp tục nè. Em coi coi có gọng nam không, nãy giờ gọng nữ nhiều. Anh chị đợi em tí nha. Em có cái gọng này cũng của nữ luôn, nhưng mà ở đây đẹp lắm nè, còn tem nè anh chị. Đẹp quá, xinh lắm nè. Mới. Cái này các cô mình hơi hơi tầm ba mấy 40, các chị á, ba mấy 40 trở lên là mình xài mấy cái gọng này đẹp cực kỳ. Hàng xịn nha. Cái này là hàng hiệu đó anh chị, hàng hiệu là Edomo gì nè. Có cái hiệu ngay đây. Rồi bên đây là mã số ha. Tem là tới 24.000 yên luôn. Chồng này là chồng mẫu luôn. Trên đây là người ta làm kim tuyến đó, chứ không phải nó bị sờn đâu. Độ mới cao 98 cộng luôn. Xinh ha. Size ngang là được 130. Cái này cắt cận cũng đẹp, hoặc là mình có thể cắt mát được. Rồi cái này em bán cho mình 200. Chốt giùm em mã là A27 nè. Giá 200.000 cho cái gọng này. Kính em mới về được thêm một đợt nữa đó anh chị, cho nên là để em tranh thủ giới thiệu kính nhiều nhiều cho anh chị xem ha. Anh chị nào mà mình muốn mua có số lượng từ 10 kính trở lên thì mình cứ nhắn em nha, để em báo giá tốt cho mình ha. Mã A27 giá 200.000. Giá cực kỳ rẻ luôn. Rồi, em có một cái cây này là của Nam. Hai cây này tựa tựa nè. Thôi lấy cây này trước đi. Cây này của Nam anh chị. Cái gọng này rất đẹp và rất mới luôn. Đây. Cái chỗ này nè là người ta dán đề can mình tháo được, nhưng mà bên đây người ta in luôn, tức là cái chồng này chồng mẫu nha. Mình cắt cận hoặc là cắt lão đều đẹp luôn. Mới cao. Hàng có mã số nhưng mà không thấy hiệu. Có mã số nhưng mà anh chị thấy nó cực kỳ mới. Và cái mẫu này nó rất là dễ xài nha. Không thấy mất in nước nào luôn nữa. Rồi size ngang là được 135. Do là nó không có ghi mắt in nước nào, nhưng mà nó mới lắm nha anh chị. Em bán cho mình cái này với giá là 150. Chốt giùm em mã là A28, giá là 150 nha. A28 giá 150 cho cái gọng này. Gọng này của Nam. Em còn cái tựa tựa đó, nhưng mà không biết nó nằm ở khúc nào rồi, để một tí hồi gặp nó thì em giới thiệu. Rồi em có cái cây kính này là ghi độ lão là 1.5, nhưng mà điều cái này nó hơi dính bụi nha anh chị, về mình lau lại giùm em ha. Cái chồng nó hơi bụi, còn cái gọng thì nó còn sáng lắm. Cái gọng bên sau là người ta làm như cây trúc vậy nè, nhìn xinh anh chị. Nó không có hiệu mà nó ghi là 1.5 của nữ nha, nhưng mà nó hơi mờ, cái kiểu dính bụi nhiều á. Cái chồng này mình về mình lau lại giùm em ha. Cái này em bán rẻ để tốn công mình lau nè. Size 135. Rồi cái này em bán cho mình với giá là 120.000 nha. 120, chốt giùm em mã số là A29. Giá là 120.000 cho cái A29 này anh chị ha. A29 giá 120 cho cái gọng này. Tiếp tục em sẽ có cái combo kính này. Cái này là độ mới cao nha, nhưng mà nó sẽ là bằng nhựa thôi anh chị, nó không có phải bằng kim loại nha. Mình cắt cận ok đó, nó hiện đại ha. Size là 135. Cái này em sẽ bán combo chung với cái này đi. Combo chung với cái này là cũng là bằng cái này thì bên trong nó có
kim loại ha, bên ngoài bọc nhựa. Ôi cái này đẹp quá nè, hàng có hiệu. Đây, sọc sọc như vậy nha, nam nữ đều xài được hết. Cái này thì em bán cái gọng thôi nha. Hai cái độ mới đều khoảng là trên 85%. Một cái này khoảng 135 luôn. Combo hai cái này 100 ngàn. Anh chị chốt giùm em mã số của nó sẽ là A30. A30 giá 100 cho cái combo này nha. Mã A30 giùm em ha. Giá 100 ngàn combo này. Rồi, tiếp tục. Kính mát nè. Kính mát đợt này nó cũng không có hàng VIP anh chị, đó hàng sale thôi. Một cái này dính bụi thôi nha, mình về mình lau chùi ok. Với một cái này. Hai này đều không có hiệu, mình đeo để chống nắng hoặc là mình đeo thời trang thôi cũng được. Đó, nó như vậy ha, nó dính bụi thôi. Và khi gửi cho anh chị thì em cũng lau chùi sơ sơ, mình về mình lau kỹ lại cái là ok. Combo hai cái này ha. Size ngang của nó là 140 nè, còn cái này là được 130. Chốt giùm em mã số 1 A31 giá 100 ha. A31 giá 100 ngàn cho cái combo này. A31 giá 100. Rồi, tiếp tục. Video này em chỉ sẽ giới thiệu khoảng tầm 60 mã hàng á. Anh chị cho mình dễ chốt ha, để nó dài quá thì anh chị mình khó xem. Rồi sau đó nếu có thời gian thì tối nay em lên video tiếp nha. Magic Girl, cái này của nữ, dính bụi thôi đó anh chị. Cái này kính mát nha, hàng có hiệu nè. Độ mới này cũng còn cao lắm, nhưng mà nó không có made in nước nào đâu. Độ mới còn rất là cao ha. Cái đó thì em sẽ bán tặng chung với cái này. Cái này là cái hiện tại cái chồng này là chồng mát luôn, nhưng mà nó sẽ kiểu như vậy, nó mắc mèo nhẹ nhẹ nè. Mẫu này mình về mình cắt cận đẹp á anh chị. Cái mẫu này cắt cận đẹp nha, nhưng mà điều nó hơi trầy cái phần này chút. Này em tặng kèm combo ha. Cái gọng hai bên thì nó còn đẹp lắm. Hàng người ta có hiệu luôn chứ. Nè. Rồi combo hai cái này nha, của nữ hết anh chị. Size ngang là được 140, còn cái này là khoảng được ở khoảng 135 137. Rồi. Combo hai cái này giá của nó sẽ là 150. Chốt giùm em mã là A32, giá là 150 nha. A32 giá là 150. 150 là hai cái kính mát này mình về mình xài liền được luôn á. A32 giá 150. Tiếp tục. Em có một cái kính này là của Michael Klein nữa nè. Kính này của nam nha. Thật ra mấy này nam nữ đều xài được hết, cắt cận nha anh chị. Michael Klein nè. Đấy, Made in China. Michael Klein Made in China, gọng là ghi chữ là titan ha. Bên phía sau lưng nó như vậy. Ở hai bên hông thì nó sẽ có ghi hiệu. Này, có ghi hiệu như vậy. Cái này nó có độ cũ nha, khoảng 80% thôi, không mới ken ha. Cái gọng này size của nó sẽ được đó là 130. Em bán cho mình 100 ngàn, cái gọng hàng hiệu nha anh chị. 100 ngàn, mã số là A33, giá 100. A33 giá 100 ngàn cho cái gọng này. Rồi, tiếp tục. Cái này là của Nikon Frame Japan. Frame Japan thôi chứ không phải Made in Japan nha. Cái này xinh ha, cái này nữ xài anh chị, của Nikon nè. Độ mới là khoảng trên 85%, hai bên nó có chế tác như vậy. Đẹp ha, độ mới cao. Cái này cắt cận đẹp, hoặc cắt lão cũng được, nhìn nó lịch sự anh chị. Size ngang là được 135. Rồi em bán cho mình 150 cho cái gọng này. 150 nha, hàng hiệu của Nikon. 150, mã số là A34. A34 giá là 150 cho cái gọng này ha. Rồi, tiếp tục. Để em xem có cái nào VIP VIP cho các anh mình không. Nãy giờ thấy của nữ nhiều, của nam chưa thấy nhiều. Anh chị đợi em tí nha. Hàng nó về nhiều lắm anh chị. Này là của Mid City. Cái này cũng nữ luôn á. Nam thì ít khi nào mình xài tròn tròn lắm, nhưng mà đều cái này đẹp quá anh chị. Cái này nhìn nó hiện đại, xinh xắn, độ mới siêu cao, cắt cận là bao đẹp luôn á. Hai bên nó như vậy đây. Đó, tính kiếm của nam mà cầm cái này lên thấy nó xinh quá. Rồi, size ngang của cái này
là được 130 nha anh chị. Các chị mình về cắt cận là quá đẹp luôn. Cái này em bán cho mình 180 ha, 180.000, mã số là A35. Cái gọng nó cứng cáp đồ lắm nha anh chị ơi, chứ không phải hàng điệu ịu dỏm dỏm đâu ha. Em bán có 100-200 thôi đó, nhưng mà nhận về là cái gọng nó đẹp cực kỳ. A35 giá là 180.000 cho mã A35. Rồi tiếp tục nè, em có một cái kính này của Nam, hiệu là Hornfitter on Titan. Made in thì nó mất tiêu cái chữ made in nước nào rồi, còn cái chữ made thôi. Đây, cái này của Nam anh chị. Cái phần này người ta sẽ không có làm bóng mà người ta làm mờ mờ như vậy nha. Hàng có hiệu đây, on Titan nhập ở đây ha. Cái này các chú mình cắt cận các lão đều được hết. Độ mới là khoảng trên 82%. Size ngang là 135. Cái này em bán 150 nha. Chốt giùm em mã số là A36, giá là 150. Mã A36 giá là 150 cho cái gọng titan đó anh chị. Hàng đẹp lắm. Cái đó còn rất đẹp nha. Rồi, em có một cái kính mát hàng hiệu nè. Kính mát này hàng hiệu của H&M. H&M các chị mình đi vô store mình mua cái kính nó cũng mắc tiền ha, cũng vài triệu á. Tuy nó không phải là thương hiệu luxury nhưng mà giá cũng vài triệu, để mà mình thường thường là nếu mà mình mới tập tành mình mua hàng hiệu đồ này kia là mình hay mua Zara, H&M hay là Michael Klein. Đó thì những thương hiệu đó giá nó cũng tầm khoảng vài triệu cho một sản phẩm. Kính này xinh lắm. Hình trái tim, kính mát nha anh chị. Đó, chị nào thích dễ thương thì mình lấy cái này. Hàng hiệu của H&M, chữ H&M người ta ghi ở đây, Made in China nha, H&M nè. Các sản phẩm khác của H&M người ta cũng Made in China thôi anh chị. Mã số ngay đây, xinh quá trời luôn. Cái này là của người lớn nha, chứ không phải của bé đâu. Trên cái chỗ trái tim thì nó có hơi trầy trầy nhẹ nhẹ, một hai đốm nhỏ nhỏ. Khi mình đeo thì nó không ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của mình đâu anh chị. Size ngang của nó sẽ được là 150 luôn. Cái này mặt em to tròn là em đeo vừa nè. Đó. Xinh lắm, dễ thương lắm anh chị ơi. Nhà mình có con gái hay là chị nào mình thích trẻ trẻ lạ lạ thích cái hiệu này thì mình chốt nha. Em bán cái này cho mình 200. Hàng độc đó, 200.000, mã số là A37. Cái này kính mát nha anh chị. Kính mát A37 giá 200 cho cái kính H&M. Xinh quá chừng. À, nó hình trái tim. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái kính combo kính mát đi. Một cái này, cái này của Nam anh chị. Cái gọng của nó bằng nhựa của Nam nha, nhẹ. Size ngang là được 128 tới 130. By La Roche gì nè, nhưng cái gọng nó bằng nhựa ha. Rồi, chỗ này em thấy nó có hơi hơi cái này nó dính dơ thôi, để lau thử coi. Nó cũng có hơi hơi chày chày ở cái mặt trước nha anh chị, nó không có mới ken. Đó, hàng si mà nó hơi hơi chạy chạy ngay đây chút nè. Để em có thêm một cái nữa em bán kèm combo này đi. Cái đó là của Nam thì mình sẽ kiếm một cái của Nam luôn. Đây, cái này đi. Này. Cái này về chắc là mình xử lý bằng cái gì đó, nước lau kính gì đó. Cái mình lau cái này lại nha, nó bị để lâu quá anh chị. Này cứng cáp dữ lắm nha. Như vậy. Combo hai cái này ha. Size ngang của cái này là được 140. Rồi, cái này mình bật ra nó như vậy, nó giống giống cái nãy em bán đó. Trên này thì nó cũng có hơi hơi oxy quá nhẹ, mình lau chùi lại ok. Còn lại là cũng mướt ha. Dĩ nhiên là hàng bán combo thì nó không có phải là quá xuất sắc đâu anh chị, nhưng mình vẫn xài được thôi. Chứ mình yêu cầu siêu phẩm thì mình phải chọn những cái sản phẩm khác giá cao hơn ha. Combo này em bán 150, mã số là A38. A38 giá là 150 cho cái combo này của Nam. Các anh mình đi chạy xe rồi này kia là mình mang mấy này là ok rồi. Chống bụi rồi, chống nắng đồ này kia cũng được rồi. A38 giá 150. Còn mình mua mấy cái siêu phẩm thì mình phải đợi em thêm, em săn thêm nha. Đợt này em đang khui cái này là hàng hàng sale. Rồi, một cái nè. Với cái này hình tròn nè, hai cái nhìn độc lạ lạ, ở nhà mình có con trai hay gì đó, mình mua cũng được. Cái này là kính mát hết nha, cái này tráng gương luôn, nhưng mà nó hơi trầy mặt tráng gương. Tráng gương ha, cái phần này cũng trầy nhưng mà nó hàng hiệu nè. Hiệu nó đây. Để coi đọc coi hiệu nó hiệu gì, nó có ghi chỗ đó thôi chứ không có ghi bên trong. Combo hai cái này ha, size ngang của nó sẽ được là 130. Cái này hơi cũ anh chị ạ.
hơi cũ với đây. Xa ngang là 130. Để em lấy thêm cái nữa đi, cái đó nó hơi cũ coi như tặng kèm nha. Rồi cái này luôn đi, cái này tựa tựa cái tông nè. Trời, cái này xinh quá à, dễ thương. Nè, cái này hình hình như vậy hết, nhưng mà nó là vẫn là kính mát nha anh chị. Combo 3 cái này 100. Cái này coi như tặng kèm nha, cái này hơi cũ tặng kèm ha. Đó, hai cái bán hai cái tặng cái đó. Rồi combo 3 cái này 100 ngàn, mã số là A39 nha anh chị. A39 giá 100 cho cái combo này. A39 100k, quá rẻ luôn. Mua về cho em cháu mình nó nghịch nó chơi thôi cũng được anh chị ơi. Không có phải suy nghĩ nha. Em có hai cái kính này tráng gương. Chính tráng gương là kính mát nha, nhưng mà phần tráng gương thì nó có hơi bị chạy đó anh chị. À, một cái nè, này tráng gương ha. Với cái này là nó bóng hới luôn, cái này mình nhìn thấy mình trong đây luôn là tráng gương nha. À, mình khi mình đeo á anh chị thì nó cũng rất là ổn nha, nó không có bị mờ, không bị gì đâu. Nhưng mà hai này đều không có hiệu hết, nên nó có độ trầy ở trên cái phần tráng gương ha. Đó, độ trầy trên cái khung nữa nè. Rồi nhưng mà đều ok, xài thời trang được. Nhìn lạ lạ ha. Để mình đi du lịch đồ. Size là được 130 nè, cái này là 130 luôn. Combo hai cái kính tráng gương này 100 ngàn. Mã số là A40, giá 100. Mã A40 giùm em nha, 100 ngàn cho cái combo này. A40 giá 100. Rồi, tiếp tục. Kính này của Nam. Cái này gọng titan anh chị, nhưng mà nó hơi đồ cũ. Jackman, Jackman này hiệu xịn lắm á, vài triệu cho một cái kính anh chị, hàng của Nhật á. Cái này cái độ cũ của nó nằm ở cái chồng thôi, nhưng mà cái chồng mình không có xài nha anh chị. Còn nhìn thấy cái gọng nè, cái chỗ này nó hơi chạy vậy, nó có chỗ chút này. Này bán combo đi đấy, nhưng mà tổng thể còn đẹp lắm. Cái này của Nam ha, các chú mình xài cái đó được á, đẹp á. Nó tiểu tiết thôi, còn lại tổng thể thì ổn nha. Còn phần tiểu tiết thì nếu mình bỏ qua được thì mình lấy cái đó. Rồi đang kiếm thêm cái kính nam nữa cho cái combo này đi chung với cái Jackman đó nha. Đây cái này à, cái này là Made in Sabe. Sabe tức nghĩa là một cái địa danh của Nhật các anh chị. Cái này cũng của nam luôn, mình cắt lão là đẹp. Này các chú xài đẹp nè, combo hai cái này các chú đều xài đẹp hết. À, size ngang á là được 130 nha. À, cái này độ mới cao hơn cái kia một chút, cỡ tầm khoảng 80%, hàng sản xuất tại Nhật luôn. Đó, nó y hình ha, nhưng mà cả hai cái này đều bán cái gọng hết nha anh chị. Combo này mã số là A41, giá 100 ngàn cho các chú luôn, quá rẻ cho combo này chốt liền. A41 giá 100. Lưu ý là em mình chốt đơn xong ha, mình chuyển khoản giùm em để đi đơn luôn anh chị nha, tại mắt kính nó nhiều lắm em không có giữ đơn. Cũng như là shop em không có nhận ship code cũng như là không có cọc ha, mình chuyển khoản giùm em 100% đi đơn là ok. Và đối với mắt kính thì em miễn phí ship nha anh chị. Rồi tiếp tục, em có một cái gọng này nè, đẹp nè, giống cái nãy nè anh chị, giống cái nãy em giới thiệu là đẹp đẹp khen quá trời á. Cái anh mình xài này đẹp nè, mới lắm. À, trên đây nè, cái chồng này người ta có dán cái này là decal, mình có thể tháo ra mình xài luôn cái chồng này. Chồng này hiện tại là nó là chồng trong bình thường, mình đi bụi hay là mình đi mưa được nha. Hoặc là mình cắt cận, tại vì cái gọng này là gọng để mình cắt cận nè. Hiện tại mình về mình tháo cái sun fit này ra là mình đi ok. Xài chống bụi, chống mưa là quá đẹp. Made in China. Nhưng mà nó cứng cáp lắm anh chị, xinh xắn, cứng cáp và xịn lắm. Mới nữa, size ngang là được 139. Cái này em bán cho mình với giá là 190 ngàn cho cái gọng này nha. 190 ngàn dùm em. Cái này mã số là A42, giá là 190 ngàn. Mã là A42 dùm em ha. 190 A42. Rất đẹp. Cái này là xịn dữ lắm luôn. Nhưng mà nó Made in China thôi mà thôi kệ nó anh chị. A42 giá là 190 ngàn cho cái này. Cái đó mua về xài liền được á. Một cái này của nữ nè, hàng cái hiệu này mình hay gặp nè anh chị, cái hiệu này cái chữ nó khó đọc á. Rồi cái này của nữ nha anh chị, mã số quá trời luôn nè. Đây hai bên hông nó cũng xinh nha.
Cái hiệu này người ta làm giống với Sabato lắm, nhưng không phải Sabato, nó một cái hiệu khác nè. Cái chữ hiệu nằm đây và chữ hiệu nằm đây nha. Độ mới cao trên 80%. Ở hai bên đây người ta có xài cho nên là mình thấy nó hơi bị sờn một chút. Còn trên đây là vàng ống luôn. Rồi, size ngang của cái này là được 140. Rồi cái kính này em bán cho mình với giá 100 ngàn luôn. Quá rẻ cho cái hiệu này. Nó hơi sờn nhẹ ở cái phần chỗ cái tay mình thôi, không ai thấy đâu chị. Hàng xịn nha, cái gọng đẹp lắm. A43, giá là 100 cho cái gọng này. Rồi tiếp tục. Cái này Michael Klein nữa nè. Michael Klein này còn tem luôn. Cái này kính lão ha. Cái này cắt lão chứ nhầm. Hiện tại không biết nó mấy độ đâu anh chị. Michael Klein này người ta bán 7.000 yên, 1 triệu mấy nha. Đây, cái này là của nữ anh chị ha. Trên cái này là cái tròng mẫu anh chị ơi, mà nhỏ xíu à, tròng mẫu cho nên là nó không có độ nè. Cái tem giá đây, Michael Klein người ta ghi trên cái tròng mẫu nè, và trên cái sản phẩm cũng có ghi đây, Michael Klein ghi đây nha. Rồi mà cái đầu, cái size này, cái size nhỏ anh chị, size này size nhỏ xíu à, size là 125 thôi. Mình có thể mua cho em gái, cháu gái, con gái gì cũng được, hoặc là các chị các cô nào mà mặt mình hơi nhỏ mình hãy lấy cái này nha. Này là trồng mẫu, mình đi bụi cũng được, hoặc là mình về mình thay trồng cận hoặc là trồng lão nha. Cái Michael Klein này em nó size hơi nhỏ cho nên em bán mình 150 thôi. Chốt giùm em mã số là A44, giá là 150. Mã là A44 giùm em ha, 150. Mã A44. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là em sẽ có cái này. Em coi có cái nào viết viết. Cái này cái gì xinh quá nè. Này cũng của nữ luôn. Mới luôn. Còn tem giá, giá người ta bán là 7.000 yên luôn. Cái này thì nó không có cái chồng, nó chỉ có cái gọng thôi. Đây, hiện tại nó không có cái chồng ha. Cái này cũng size nhỏ giống như cái Michael Klein lúc nãy đó. Này là hàng hiệu à nè, nó cũng Michael Klein nè. Đây, đây nó anh chị nha, Michael Klein luôn. Nhưng mà nó không có cái chồng ha. Xinh lắm. Cái này cái tông màu nó cũng đẹp, độ mới cũng siêu cao. Chỗ này ghi chữ nha, monogram ngay đây. Đẹp quá chừng. Size này cũng size nhỏ hả anh chị? Size cũng là khoảng 125, 127 gì thôi. Rồi cũng 150 luôn anh chị nha, 150. Mã số là A45, giá là 150 cho cái gọng này ha. A45 giá là 150 nha. Tiếp tục, cái này là kính mát nè anh chị, kính mát này nam nam hoặc nữ mình độc độc ngộ ngộ mình thích cái phong cách vậy đó, mình lấy cái này cũng được. Đây, này kính mát nha, xinh lắm, độ mới cao, đeo nó mức rượt à. Nhà cái này mình phối đồ đồ này kia xinh xinh đi đi du lịch đồ ha, nó không có hiệu anh chị, nhưng mà nó dễ thương lắm mà đeo nó cũng mát lắm, độ mới còn cao, không có trầy trụa gì nhiều đâu. Size là 120, cái này em bán 100, mã số là A46, giá 100 ngàn. Mã A46 giùm em ha, A46 giá 100. Kính em mới về thêm một đợt mới anh chị, cho nên là nó đa dạng lắm. Anh chú nào mà mình đang săn kính mát hoặc là mình đang săn gọng kính thì đợt này đa số nó sẽ là gọng kính nha. Thì mình cứ theo dõi shop em ha. Hàng về liên tục luôn. Rồi cái này thì hai cái này nó không có hiệu. Nó đồ mới nó cao, không có hiệu nha. Cái chồng này hiện tại là cái này không có độ nè. Cái này sao? Mới lắm anh chị. Này không có độ luôn, hái này mình đi chống bụi nè, hoặc là đi trời mưa được á anh chị. Độ mới rất là cao nhưng mà nó không có hiệu, dạng hàng thời trang á, này bán giá rẻ nè. Size là 135, 137. Nhân với cái này là 135 luôn. Đúng rồi. Rồi combo này 100, nó mới nhưng mà nó không có hiệu nha anh chị ơi. 100 ngàn, mã số là A47 cho combo hai cái này. Mã là A47 nha. Rồi tiếp tục. Milatron này của Italy. Cái này của nữ nha anh chị.
Ui cái này xinh quá, cái gọng đẹp lắm. Ừ. Milachon, hàng Ý cái người ta làm cái gọng khác biệt liền. Xinh xắn cực kỳ, trên đây có hai viên đá nè. Nhưng mà trên cái này nó không có cái viền, nó chỉ là sử dụng bằng cái con ốc thôi nha anh chị. Cái này của nữ ha. Milachon này độ mới, cái gọng này khoảng 80%. Size ngang là được 130. Nó độ mới không quá cao và trên cái này thì mình xài con ốc thôi. Cho nên là khi mà người ta thay cái gọng anh chị thì người ta sẽ thay thay cái trồng á, thay trồng mát hoặc là trồng cận đồ này kia hoặc là trồng trong thôi cho mình xài. Cái này em bán cho mình 120 nha, hàng hiệu của Ý. Nhưng nó không phải là quá mới nhưng mà xài cũng rất ok ha. A48 giá là 120 ngàn. Mã là A48 giùm em nha, 120. Rồi tiếp tục. Có cái này, có cái kính này là hàng của Made in Germany ở Đức nha anh chị. Cái này chắc cái gọng luôn, rất là mới nha. Cái này của nữ, Made in nước Đức ha, Made in Germany. Cái chồng này nó quá chế độ nặng rồi, mình giờ mình cắt lại nha. Cái này cắt mát cũng đẹp lắm. Cái gọng này là gọng nhựa thôi, Made in Germany nhưng mà gọng nhựa thôi anh chị, không có phải là gọng kim loại nha. Hàng hiệu của là ma quýt xin nha, mã số quá chừng luôn. Cái này nó nặng, hiện tại em cầm cái này nó nặng là tại vì cái trồng thủy tinh này nè, cái này trồng thủy tinh nhưng mà nó nặng độ dữ lắm. Mình về mình cắt lại giùm em là ok thì nó không có bị nặng cái mắt mình đâu ha. Made in Germany luôn, size ngang là 135. Cái này em bán cho mình với giá là 200, hàng của Đức nha anh chị, 200 ngàn. Chốt giùm em mã là A49 giá 200, A49 giá 200 ngàn cho cái gọng này của Đức. Xa rồi tiếp tục. Tiếp tục là em có cái kính nam hàng hiệu. À không, cái này không phải hiệu mà là ghi chữ China anh chị ơi. Một cái nè. Cái thứ hai là cái này. Kính đó của nam phải không? Mình lấy thêm cái của nam đi cho các anh mình chốt cái combo này. Đây, cái này cũng xinh xinh nha. Hai cái này đều là kính mát hết. À, đây. Tông màu nó như vậy. Cái này đẹp nè, cái này là bán chính của cái combo này ha. Nó có ghi chữ China anh chị, độ mới cao. Rồi, đeo cũng mức rượt thôi và nhìn nó cũng hiện đại thời trang thôi, cái này tặng kèm. Size ngang của cái này là được 130, còn cái này nhỏ thôi. Cái này không không nhỏ đâu, cái chồng nó nhỏ nhưng mà anh chị thì nhìn thấy cái gọng nó sẽ dè ra nè. Đo cũng được khoảng 130 132 đó. Combo này 100, bán cái tặng cái nha. Mã là A50. A50 giá là 100 ngàn cho cái combo này. Mã là A50 giá 100. Rồi tiếp tục. Kính mát của Nam. Kính này ghi chữ là RV 4AM gì đó. Nè, RV gì nè. Cái này chắc là hàng Pháp quá anh chị, sẽ có giống để giấu nè. Nhưng mà điều cái này to nha anh chị, mặt to và cái form kính nó cũng to, nó không có cái cây ngay đây, nó cái cây ngay đây nè. Kính này kính mát nha, cũng độc độc lạ lạ cho các anh các chú mình phối đồ ha. Size bự lắm, size 150 lần anh chị. Đó, kính này kính mát nha. Em bán cho mình với giá là 150 luôn, 150 cho cái kính mát này, nhìn nó độc đáo lắm. Nè, hàng cái hiệu là cái hiệu này nè. Rồi, 150, mã số là A51. Kính mát nha anh chị. A51 giá là 150 cho cái kính mát của Nam. Rồi em có cái kính mát này nữa nè, kính mát này cũng của Nam luôn. Kính này cũng đẹp, không có thấy hiệu. Cái này không có hiệu nha. Đó, mình đeo thời trang cũng đẹp và cái mẫu này nhìn xinh nè anh chị nhưng mà nó không có hiệu ha, kính mát thôi. Và dĩ nhiên khi mà mình mua những cái kính mát mà không có thương hiệu đó thì cái trồng mát nó ở mức độ kiểu như nó không có bị khó chịu đồ này kia thôi chứ nó không có thể quá sáng như là những cái sản phẩm hàng VIP đó anh chị. Mình xài bình thường là ok rồi, chạy xe đồ này kia giùm em là được. Size 155. Rồi cái này size hơi to ha. Em bán cho mình 100 ngàn cho cái kính này. 100, mã số là A52. Kính mát nha, 100 ngàn, A52. Máy này quá trời rẻ luôn á, cực kỳ rẻ. Anh chị ra mua hàng hàng dỏm dỏm ở ngoài chợ thôi là cũng giá trăm mấy 200 rồi, không có giá này đâu. Em có một cái kính này, cái này em cũng có hay bán nè, này còn nguyên tác luôn. Và cái chồng thường là cái chồng mẫu, nó có màu nhẹ, nó xài luôn được hoặc là mình cắt nha.
rất mới này, mới tặng được luôn á, người ta bán 7.140 yên, tức là cũng 1 triệu mấy rồi, quá mới luôn, quá đẹp luôn. Rồi cái này giá của nó sẽ là 220 nha anh chị ơi. Cái chồng này mình mua xài liền được ha. Size ngang là 135, 220 ngàn, mã số là A53. A53 giá là 220 cho cái gọng này. Ủa, cho cái kính này. Kính này mình cắt cũng được, không cắt để luôn xài cũng được. Rồi tiếp tục. Kính mát nữa nè. Một cái, mấy này là hàng thời trang ha. Một cái, hai cái. Không, cái này nó hơi bị nổ nổ rồi, để em tặng thôi, không có tính tiền. Nè, cái đó với cái này. Combo hai cái này nha. Cái này là hàng, không, cái này nó cũng lỗi luôn rồi. Cái này đi. Đây, đổi qua cái này đi anh chị. Rồi. Cái này là kính mát nè, xinh nè, nữ xài. Mắt mèo luôn đó. Tráng gương nhẹ nhẹ luôn đó. Size ngang là được 135. Rồi cái này thì nó dày, hai bên nó sẽ kiểu to to như vậy. Chị nào mình thích độc độc á, hàng có hiệu đó anh chị nha. Thích độc độc thì mình lấy cái này, nó là kính mát nha. Combo này, size ngang cái này là 135, 137. Hai cái này em sẽ tặng kèm cho mình cái này. Cái này thôi, cái này nó nổ nổ vậy cũng không xài được đâu, khỏi tặng ha. Khỏi đi, bỏ đi. Combo này 100 ngàn, chốt giùm em mã số là A54. A54 nha anh chị, giá là 100 cho cái combo này, mã A54 giùm em ha, 100k. A54 100 ngàn cho cái combo này. Rồi, tiếp tục. Tiếp tục là em sẽ có cái kiếm kính nam 1D vậy nè. Cái này là on D này thấy cũng nổi tiếng trong thế giới mà hàng kính lắm nha. Đây, cái này mới lắm anh chị. À, hiểu đâu. On D gì đó. Độ mới rất là cao. Cái này mình cắt cận đẹp, hiện tại này nó có độ rồi. Độ mới này phải trên 85% ha. Size ngang là được 135. Cái này em bán cho mình 150 cho cái gọng này. 150 nha, mã là A55. Giá là 150, mã là A55 giùm em ha, 150 cho cái gọng này. Rồi tiếp tục. Tiếp tục cái cây này là cây được chưa? Cái đó không đẹp. Cây này của Nam, hàng hiệu của là Masatomo. Hàng của Nhật anh chị, độ mới này khoảng cỡ 80% thôi, nó có hơi trầy trầy chỗ này nhưng mà tổng thể còn đẹp. Cái này mình cắt cận nha, cho các anh mình size cắt cận hàng hiệu của Nhật. Size ngang của nó sẽ được có là 140. Rồi, ở bên hông nó như vậy nha anh chị. Đó, bật ra nó đẹp cực kỳ như vậy nè anh chị. Chỗ này nó hơi sờn ha. Rồi cái này em bán cho mình 120 thôi, chốt giùm em mã số là A56, giá là 120 ngàn, mã là A56 nha. A56 giá 120 ngàn cho cái gọng này. Rồi tiếp theo. Em kiếm thêm cái nào của nam nữa đi, nãy giờ thấy của nữ nhiều. Nó thấy của nam trên cái thùng này rồi. Rồi, em có combo đi. Đây. Một cái nè, cái này nó hơi cũ chỗ này nha, để em bán kèm combo cho anh chị cái combo này. Cái này cái thứ hai. Cái này là cái thứ ba, ba cái này ha. Đây, cái này nó sẽ là cái gọng như vậy. Mới nha, cái này đồ mới cao nha, nhưng mà cái không có hiệu. Rồi cái gọng ha. Size ngang á là được 130, còn cái gọng này thì chỗ này không phải cũ đâu, cái màu người ta làm với cái thiết kế người ta làm vậy đó, không phải là cũ, nó dạng có ánh ánh dạ dạ kim tuyến như vậy nè, cũng của nữ luôn. Hàng này đẹp nha anh chị. Độ mới cao nhưng mà nó không có hiệu. Size ngang này là được 125. Rồi cái này thì nó hơi cũ tặng kèm. Size 135. Combo này 100. Chốt giùm em mã là A57 nha. Giá 100 ngàn. Mã là A57 giùm em. 100k cho cái combo này. A57 giá 100 ngàn cho cái combo này ha. Rồi. Kính mát nè, combo kính mát đi, một cây nè, cây này kính mát nha anh chị, kính mát dạng hàng thời trang thôi, một cây.
Cây này cây thứ hai, hai cây. Cây này là cái chồng nó bằng nhựa. À, em tặng kèm nha. Rồi bán 2 tặng 1 đó. Combo này gồm có 2 cây kính mát nè, 145 nè. Cái này là được 130 tặng kèm cái này, cái chồng nó bằng miếng nhựa thôi, dạng như để mình lao động gì đó. Combo này 100, mã số là A58 nha, giá 100.000. Mã là A58 giùm em ha. Rồi, em kết thúc video này ở đây anh chị nha. Hy vọng là cả nhà mình đã thích những cái sản phẩm trong video này. Hẹn cả nhà vào những video tiếp theo, em sẽ tiếp tục giới thiệu thêm hàng mới anh chị ha. Cảm ơn cả nhà và hẹn cả nhà vào những video tiếp theo. Bye bye.